70.000 người, trong đó 620.000 là binh lính, con số thương vong cao hơn tổng số binh lính chết trong những cuộc chiến khác của Mỹ. DC được trả tự do vào mùa xuân năm 1865, khoảng 4 triệu người nô lệ được phóng thích. Sau nội chiến, một loạt các cải cách đã được đưa ra giúp Mỹ nhanh chóng khôi phục kinh tế và vươn lên thành nước dẫn đầu về công nghiệp vào cuối thế kỷ 19. Quyền lực của Hoa Kỳ được củng cố vững chãi. Năm 1914, đại chiến thế giới bắt đầu. Hoa Kỳ tham chiến bằng thông điệp chiến tranh của Woodrow Wilson. Anh Quốc đánh mất vị trí tối cao sau cuộc chiến. Năm 1939, khủng hoảng kinh tế lần thứ hai đẩy đến việc Thế chiến thứ hai bùng nổ. Quân Đức tấn công Anh Quốc, Mỹ ban hành thỏa ước thuê mượn vũ khí lên quân đồng minh. Tài chính Anh suy sụp trước gánh nặng nợ nần từ chiến tranh. Thế chiến thứ hai đi vào hồi kết và ngày tàn của đế quốc Anh cũng cận kề. London năm 1941. Cô lại đã đâm lên. Ta sẽ không chịu. Thành công được nói như vậy. Có một điều tôi không từ rất lâu. Tại sao em vẫn luôn bên tay Canada? Em biết rằng ta không phải là yên lân. Và em có thể hoàn toàn tuyên bố độc lập. Đã có rất nhiều người nói với em rằng nó thay đổi từ khi trở thành Britannia. Austria, Russia, thậm chí cả America nữa. Nhưng em biết là không phải như vậy. Canada, cho người America ẩn chứa một con quái vật thì mới bước vào thế giới bên ngoài. Con quái vật đó là sẽ thức tỉnh. Anh không thể để chiến tranh xảy ra được. Hai người là gia đình của em. Hai người là rất quan trọng. Và nên em không tên nào. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Được rồi mà. Anh đừng khóc nữa. À, chắc là mình rất khác. Để em kiếm chút gì cho anh. Chị em một chút. À, thật là đẹp. Sao biết rằng người sẽ đến? Trai yêu dấu, hoàn cảnh điêu tàn này thật đáng gợi nhớ nhỉ. Đừng nhiều lời nữa, thì bắt đầu đi. Xin ngài hãy nhớ, ở tân thế giới sẽ có một người bỏ rơi ngài vì tình yêu. Anh sẽ trở về. Anh muốn trở nên mạnh mẽ. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không cô đơn. Em nghĩ em đã được tới đâu? Em không còn là em trai của anh nữa. Em
muốn tự do. Giết nó, còn quái vật đó nó sinh ra là vì ngươi. Không, ta không thể. Cho em tự do và công lý trải dài khắp thế giới. Và sẽ không phải cô đơn nữa. America, America, em muốn nhìn thấy anh. Anh đang ở đâu? Yên lặng. Sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Anh đang ở đâu? Sẽ không sao đâu. Anh luôn ở bên cạnh em. Chết. Anh làm gì vậy? America, anh đã làm gì vậy? Anh chỉ làm những gì phải làm. Bây giờ anh đã mạnh hơn hắn. Vị trí tối cao đó tất nhiên phải thuộc về anh. Anh nghĩ tại sao người ta bay sao đó hả? Anh tài giỏi vậy sao? Tại sao? Sao không kịp hiểu là anh ấy đã luôn bảo vệ anh? Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh ta nghe. Yên lặng. Anh ấy đã luôn luôn. Đúng như vậy. Lên nó dối. Không phải là như vậy. Đi thẳng. Thì trả lời tôi đi. Không phải là như vậy đúng không? Không phải là như vậy mà. Trong 10 đứa trẻ đó ẩn chứa một con quái vật. Nó sinh ra là vì ngươi. Giết nó đi. Không, ta không thể. Làm sao ta có thể chắc chắn rằng khi đứa trẻ đã được tái sinh, nó sẽ lại yêu thương ta một lần nữa. Anh xin lỗi, America. Năm 1945, Thế chiến thứ hai kết thúc. Nếu nước Anh sụp đổ, Mỹ đạt được vị trí đứng đầu. Ước mơ gì như thế? Làm được hạnh phúc. Yên lần. Anh quăng cái cây lên.